Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay cũng đúng như theo đã hẹn thì cái số tiếp theo thì Betcho Audio xin giới thiệu chi tiết về cái bộ mâm than mà chúng tôi là nhà phân phối ở tại Việt Nam với cái hãng là Dr. Flickr Analog. Thì hôm nay rất hân hạnh lại được gặp anh Duy. Cảm ơn anh Duy đã ghé thăm Betcho Audio và hôm nay anh Duy sẽ có một số gọi là những cái ý kiến cũng như chia sẻ cũng như giới thiệu cho quý vị và các bạn chi tiết về cái sản phẩm cái mâm than này. Xin mời anh Duy có đôi lời chia sẻ với quý vị và các bạn. Vâng, xin cảm ơn Minh, xin chào quý vị và các bạn. Như chúng ta đã hẹn nhau từ bữa trước, hôm nay chúng ta sẽ mổ xẻ cái mâm này cùng với tay cần này. Tôi cũng rất tò mò, tôi cũng muốn biết được là cái công nghệ ở trong này như thế nào. Chúng ta sẽ cùng xem. Theo quan điểm của tôi, quan điểm kỹ thuật của tôi từ trước cho đến giờ, một cái mâm đĩa than thì cần phải đảm bảo ít nhất hai yếu tố. Thứ nhất là đúng tốc độ. Việc này thì tôi nghĩ là dễ, vì công nghệ sản xuất motor rồi là chống rung làm sao đó nó rất là đơn giản. Với thời đại bây giờ thì nó không phải quá khó khăn nữa rồi. Và điều quan trọng nữa của một cái mâm đó là tĩnh. Tĩnh có nghĩa là khi nó quay tạo ra dao động thì cái dao động nó không được truyền lên kim, bởi vì như chúng ta biết nó truyền lên đĩa, truyền lên kim, từ kim nó chạy ra dày vào rồi từ đó thành ra loa. Đúng rồi. Một cái tiếng rất nhỏ ở đằng đây, cục ở đằng đây nó tạo ra một cái tiếng microphonic loa rất lớn, ảnh hưởng nó sẽ... Anh có công nhận không? Đúng, chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem nhé, để tôi tháo tung nó ra. Rồi, nhất trí cũng hơn. Bởi vì chúng ta cần phải đặt câu hỏi tại sao lại là nó. Đúng rồi, cũng rất là muốn anh cho những cái ý kiến đánh giá rất là khách quan. Chúng ta cùng để xem quý vị các bạn cùng nắm được về cái thiết kế cũng như là cơ cấu của cái mâm Dr. Flickr. Ai da, nó cái platter này nó thật là nặng và nó rất là dày, nó dày khủng khiếp. Theo như tôi nhìn thấy ở đây là nó phải dày cỡ khoảng 5 cm. Đúng rồi, nó khoảng 5 cm. Nó làm rất là nặng, để vấn đề là cũng câu chuyện như anh vừa nói là nó chống rung tối đa, có thể giảm thiểu tối đa những cái tiếng ồn như xung nhiễu để đưa vào hệ thống. Đúng, về mặt lý thuyết thì một vật càng nặng thì cái quán tính nó càng lớn. Nhưng mà cái điều nặng này nó sẽ đem lại một vấn đề nữa, đó là cân bằng động. Đúng rồi. Chính là xác. Khi mà chúng ta quay như này nó có cân bằng hay không để nó chuyển động tròn. Đúng. Hay nó chuyển động mèo. Chính xác. Thì tôi thấy ở đây và các bạn cũng nhìn thấy ở đây là Dr. Flickr đã tạo ra rất nhiều các điểm như thế này. Chính nó, đây chính là các điểm để tạo ra cái sự ổn định về mặt cơ học khi cái platter này quay. Mặc dù tốc độ chỉ có 33,3 vòng trong 1 phút, nó không phải là quá nhanh. Đúng rồi. Đặc biệt là so với ô tô, đúng không? Đúng rồi, nó rất chậm. Nếu mà anh đang so với ô tô xe máy thì nó là một vòng quay chậm thôi, không có gì nhanh cả. Nhưng khổ nỗi ở đây chúng ta đang nói đến một vấn đề về high-end. Đúng rồi. High-end tức là ở một tầm rất cao, chúng ta sẽ đòi hỏi nó rất nhiều. Và chúng ta đã bỏ ra một số tiền, theo tôi đó cũng là một số tiền khá lớn. Cũng là 13.000 đô. 13.000 đô. Việt Nam nó khoảng 300 triệu cho một cái mâm than. Nếu mà tính cả tay cần mà chưa kể kim. Đúng. Thì có nghĩa là nó đã gần 20.000 đô. Nếu mà cái này mà như chúng tôi đang set up cho cái mâm này thì nó đi kèm với một cái tay cần của Rit sản xuất ở Ý. Vâng. Hiện tại chúng tôi đang set up trên một cái kim của Mây Analog. Vâng, tôi đã nhìn thấy ở đây Enzoa với giá của khoảng 4.500. Đúng rồi. Như vậy là hệ thống này đang có giá cỡ độ khoảng gần 25.000 đô. Đúng rồi, khoảng 600 triệu cho cái mâm than này. Nhưng mà tương đương với một cái ô tô cỡ tầm trung thì cũng là một ô tô là có thể đi cũng khá là đẹp rồi. Khá đẹp rồi đấy. Khá đẹp. Nhưng mà rõ ràng một cái ô tô mà thì chúng ta có thể sẽ đi ra ngoài đường mà chúng ta, tôi nghĩ là cũng khá oai, đúng không anh? Đúng rồi, chính xác. Còn đây nó lại là một cái thú chơi nó hoàn toàn của riêng mình, nó chỉ dành cho mình thôi. Đúng rồi. Chỉ mình biết thôi, đúng không anh? Đúng, chính xác. Hoặc là bạn bè mình đến nhà. Đúng rồi. Nó không trưng ra được. Như vậy thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy một vấn đề là đây là một thú chơi dành cho mình. Và chúng ta có quyền đòi hỏi nó, đòi hỏi rằng nó phải thực sự tốt. Nhưng bây nó có thực sự tốt hay không, hay nó chỉ là theo lời quảng cáo, thì bây giờ chúng ta đang mổ xẻ đây.
anh thử cầm trên tay. Cái cảm giác ở trên tay này nó mới thực sự là... Cái này phải nói là cái cảm nhận thì nó rất nặng. Phải dùng từ là rất nặng so với một cái... Về mặt cơ khí anh cảm thấy sao? Về mặt cơ khí thì cơ khí của Đức thì chắc là như tôi cũng như là tất cả anh em đã biết là cơ khí của Đức độ chính xác là tuyệt đối. Độ chính xác tuyệt đối. Và phải nói là cái này là rất nặng. Đây tôi đang cầm mà. Anh cảm thấy là nó... Chúng ta nhìn này, tất cả các đường nét trên này. Họ làm cơ khí chính xác là tuyệt vời của rất đẹp. Tôi nhìn thấy như này là rất đẹp. Tôi muốn anh cầm nó trên tay. Và tôi cũng muốn các bạn cầm ở trên tay. Ở trên tay nó mới là một trải nghiệm. Và theo tôi các bạn nên đến đây Vectroid Audio để trải nghiệm trực tiếp. Phải nói là rất nặng, tôi cầm chưa đến một phút mà khá là mệt rồi. Vậy anh có thể nó xuống. Còn tôi đang xem đến cái phần. Để tôi sẽ đặt tạm xuống đây nhé. Vâng. Sau đó lát anh lắp lại giúp tôi. Một motor và hai motor. Tốc độ 334578. Hai motor. Tôi rất ấn tượng về cái pulley. Ấy, cái này cũng là một cái mà tôi rất là thích nhưng mà lựa chọn cái sản phẩm này là thường thường ấy thì nói là xuống thấp thì những cái mâm đĩa than mà cao cấp như thế này thì mới có những giá nó rất là cao, cũng như anh đã từng đi lắp đặt có những đứa cái đầu mâm đĩa than nó lên đến cả trăm ngàn hoặc có thể là hơn thế nữa. Thì vì sao tôi nói cái chi tiết này, chi tiết là anh em có thể chơi cái mâm này là với một cái cần thứ hai, tức là bạn anh có thể chơi là hai cần hai kim. Đấy, thì mỗi một dòng nhạc của mỗi một cái đĩa than nào đó theo sở thích của anh sẽ chơi trên một cái cây kim hoặc trên cây cần nào đó. Hiện tại ngày hôm nay thì chúng tôi mới set up trên cái cây cần lít. Cái mâm đĩa than này thì phải nói là nó thực sự là cá nhân hóa. Tức là gì? Tức là anh có thể chơi đây cái mâm này, anh có thể chơi cái tay cần nào mà anh yêu thích, anh có thể chơi cái kim mà anh yêu thích, cái bộ phono nào mà anh thích, thì nó sẽ tạo ra là đầu tiên là cái mâm đĩa than của anh là đấy, anh bỏ ra một số tiền nó tương đối là lớn như anh em vừa nói chuyện, nhưng cái việc đầu tiên là anh sở hữu một món đồ là không giống ai cả đấy. Và cái giá trị mà như những anh em chơi âm thanh thì mình đều thừa nhận được cái việc là bây giờ thay vì việc là cứ hàng tuần anh phải đi ra nhà hát lớn, anh phải đi những phòng trà nổi tiếng để anh nghe nhạc để anh tìm kiếm những âm thanh thực sự là sống động và trung thực, thì anh chỉ chơi một cái mâm đĩa than là anh đã tức là anh có thể mang một cái phòng trà về nhà. Đấy, tôi tạm gọi như thế, nó tái tạo độ trung thực cũng gần như là tuyệt đối trên khi chơi những cái mâm đĩa than này. Và có một điểm rất hay, thực sự rất hay ở cái nhóm tới kích thước này mà tôi xin nói với các bạn, đấy là cái Ambase. Hãng đã sản xuất sẵn hai Ambase dành cho hai tay cầm, chính xác. Và khi lắp đặt thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng nó lắp được cho hầu hết tất cả các tay cầm trên thế giới, hầu hết. Còn ở trên đây thì chúng ta sẽ thấy đây là cái tay cần grip. Nhưng trước khi nói về tay cần grip thì tôi vẫn muốn nhìn lại thêm một lần nữa về hình thức. Bởi vì chơi một cái mâm đĩa than thì chúng ta đã biết chắc chắn rằng không có một cái đầu CD nào nó đúng có rồi. Một cái nét đẹp tôi phải nói là khủ khoằm. Đúng rồi, chính xác đó. Nó khá là khủ khoằm, khá là gồ ghề. Cũng như là khi mà anh chơi, ví dụ là anh về anh đam mê hơn nữa, anh chơi thêm một cái tay cần vào đây nữa thì nhìn về mặt thẩm mỹ thì đúng như anh vừa nói là nó rất là đặc biệt. Đặc biệt ở đây nữa là Dr. Fakert đã sử dụng kết hợp một sự kết hợp giữa nhôm và gỗ. Tôi thấy rằng cái gỗ này họ nặng này. Đấy, họ có sự kết hợp giữa nhôm phay này, giữa đấy và kết hợp cả gỗ. Tất nhiên đẹp hay không thì nó tùy vào tính thẩm mỹ của từng người. Nhưng nó phải có một cái nguyên tắc chung, một cái sự thống nhất chung về mặt ngôn ngữ. Không thể nào mà như anh thấy đẹp thì tôi lại nói ngược lại hoàn toàn về mặt xấu được. Chính xác, tôi hoàn toàn đồng ý với cả anh Duy về cái... Nhưng mà đẹp ở mức nào đó đúng không anh? Tùy thuộc vào trải nghiệm của tôi. Đúng rồi, chính xác. Và các bạn cũng vậy. Có thể các bạn sẽ thấy rằng như này không phải là đẹp, ok. Hoặc sẽ có người thấy như thế này là đẹp. Nhưng ít nhất theo tôi, nó là đẹp. Anh Minh có cảm thấy thế? Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với cả ý kiến của anh Duy. Như tôi đã để ý thấy anh Minh rất là khéo léo khi sắp đặt cho tôi ngồi phía đằng trước của đôi loa cũng rất là của hãng gì anh nhỉ? Đây là hãng vẫn là Odeon, vẫn là tôi
Chodo chúng tôi vẫn đang là nhà phân phối loa Odell tại thị trường Ý đúng không ạ? Việt Nam. Đây là vẫn là một loa loa của Ý, nhưng mà đây với một cái size nó nhỏ hơn. Thực ra là tất cả loa Odell thì chất âm nó đều hầu hết là giống nhau. Nhưng vì sao kích thước to nhỏ là nó phụ thuộc vào cái phòng của anh. Ví dụ phòng. Cái này thì anh là chuyên gia thì anh dám rất rõ về chuyện đấy. Thì cái này thì nó sẽ chơi được phòng khoảng 15-20 mét. Như số trước thì các bạn có nhìn đôi loa cột thì sẽ chơi được cái phòng lớn hơn là khoảng 30-35 mét. Nhưng ở đây tôi thấy cái đôi loa này nó rất là đẹp, nó rất là ạt. Đúng rồi, chính xác. Không, tên anh của nó là ạt luôn. Anh rất là tinh tế. Thì mình cũng chia sẻ với quý vị các bạn là bản chất đôi loa nó tên là cái series của nó là đôi 5-8 Ubezic, nhưng mà nó là phiên bản ạt. Cái phiên bản này là Odell họ đã kết hợp với cả tổ họa sĩ của hãng Hermès, là một hãng sản thời trang Hermès. Về túi sách mà nói Hermès thì chắc là các chị em đều không ai xa lạ gì cả. Tôi cũng rất đau đầu với hãng này. Các chị em đấy. Ai cũng đau đầu. Rất là đau đầu với hãng này, thì họ đã kết hợp với nhau để tạo thêm một cái tác phẩm nghệ thuật này. Đấy, thì chúng tôi sẽ có những cái sẽ số sau chúng tôi sẽ làm giới thiệu chi tiết về đôi loa này hơn nữa. Về kích thước này, về chi tiết về củ loa sản xuất bằng gì, các giải tần là bao nhiêu, vân vân. Vấn đề về kỹ thuật. Rồi. Còn hiện tại ở đây thì tôi đang nhìn thấy anh có sự sắp xếp về những sản phẩm của người Ý. Đúng rồi. Odell là của Ý. Của Ý. Vâng, nó ạt. Một sản phẩm của Ý, và như chúng tôi đã nói là người Ý chưa từng design một cái gì gọi là xấu. Đúng rồi. Nó có thể không đẹp với anh, nhưng tôi khẳng định nó không thể xấu. Đúng. Và đây là một ví dụ. Đây cũng lại là một ví dụ. Các bạn sẽ nhìn thấy sẽ thật khó, bởi vì là hiện tại ở đây chúng tôi đang hơi thiếu người quay phim. Đúng anh rồi. Cameraman của bên tôi thì rất tiếc hôm nay anh ấy lại đang có chút công việc đột xuất, nên tôi không có đủ ekip để phục vụ cho các bạn những thước phim. Nhưng tôi sẽ cố gắng để trình bày với các bạn cho nó thật là chính xác nhất những gì mà tôi cảm nhận thấy và tôi nhìn thấy ở đây. Tôi đang nhìn thấy ở đây là một sản phẩm của người Ý, một tay cần rất cần của Ý. Chính xác. Mô đen là 3P đúng không anh? Mô đen cái này là 3P. Dạ, cái series của nó là RIT 3P. Nói sơ qua một chút thì tôi thấy rằng đây, tôi đang cầm trên tay đây là catalog của nó. Dạ vâng. 12 inch các bạn. Một tay cần 12 inch. Rõ ràng nó là một tay cần 2 inch. Đúng, chính xác. Đã, anh nói thông số đấy thì mọi người đều, những ai mà đã quan tâm và cũng đã nắm được về thông số thì cần 12 inch là cần rất là audiophile, rất là hay anh. Mà như hôm trước anh nói là giá bao nhiêu? Giá cân này chúng tôi đang phân phối là 6.000. 6.000. Vâng, 6.000. Ampip thì bằng gỗ, trụ cần thì bằng nhôm. Nhưng mà có một điểm rất hay. Ở đây thì tôi xin chia sẻ với các bạn. Về cơ bản tay cần nó gồm có những yếu tố gì và nó cần những yếu tố gì. Về lý thuyết thôi nhé, thì một tay cần nó sẽ ra vào theo hai hướng. Một, tôi xin lỗi, không phải là hướng mà là phương. Một phương và hai phương, lên xuống và trái phải, chỉ có vậy thôi. Nhưng nó phải làm sao đấy để đảm bảo chính xác những dao động từ đầu kim. Thì đầu kim ở đây không bị thay đổi, không bị sai số, mà đó là nhiệm vụ của một cái cần. Âm thanh tạo ra từ tín hiệu điện được tạo ra từ đầu kim, nó sẽ chạy qua cần, chạy thông, chạy dài, chạy từ đây ra đến nằng gốc cần. Ở đây là hãng đã sẵn chuẩn bị sẵn rồi, dây zin theo máy, zin theo máy, và đầu là WBT. WBT là một hãng đồ sản xuất linh kiện high-end của Đức. Vâng, tiêu chuẩn đúng không ạ? Tiêu chuẩn là high-end WBT. Vậy là tôi không cần phải lo lắng gì về cái sợi dây này nữa, tôi không cần phải đi mua dây thêm nữa, bởi vì mua một sợi dây polo không hề rẻ. Đúng rồi, nó rất đắt, mà đặc biệt ở đây là hãng người ta đã sản xuất là theo cái mâm này rồi. Mọi thông số là nó đã đi với nhau, nó rất là phù hợp rồi. Và một điểm nữa, đó là cái anti-skating, tức là cái lực chống trượt. Lực chống trượt là gì? Nói nghe đến đây thì tôi chắc là sẽ có bạn đặt câu hỏi. Là một cái đĩa, như chúng ta đã biết, cái đĩa than nó sẽ xoay theo đường xoắn ốc vào trong, luôn luôn sẽ có một lực hướng tâm, luôn luôn kéo cái kim vào. Lực chống trượt sẽ là một lực, anti-skating sẽ là lực để kéo lại, kéo ra ngoài lực ly tâm để cân bằng lại cái kim làm sao cho nó luôn luôn về giữa đó. Thì cái anti-skating của RIT 3P họ sử dụng là nam châm, sử dụng từ trường. Tôi thích cái thiết kế này,
Rất nhiều hãng trên thế giới sử dụng anti-skidding là dây cước, là quả tạ, là treo lủng lẳng ở đây. Tôi không thích lắm. Tôi nhìn thấy cái thiết kế bằng cá nhân tôi thì tôi cũng thích cái từ trường hơn. Nhiều khi chơi dây cước và quả tạ thì bản chất là lúc nào thỉnh thoảng, nó đương nhiên thỉnh thoảng, nhưng lúc vận chuyển nó khá là phức tạp, khá là phức tạp. Tháo về mặt thẩm mỹ thì tôi nhìn cái đấy tôi cũng không được cảm nhận cá nhân, không, tôi thấy cái này tôi thích hơn. Và rõ ràng đây là một cái sự chế tạo về mặt công nghệ chính xác, nó đúng rồi, nó là cơ khí tuyệt đối chính xác của Đức. Và một điểm nữa cực kỳ quan trọng của cái Rip 3P này mà tôi nhìn thấy ở đây, đó là tay cần này được trụ ở trên ba chân kính đồng hồ, tức là ba đĩa sapphire. Tôi nghĩ việc sử dụng đĩa sapphire là một điều rất đúng và rất chính xác, bởi vì cái bề mặt của sapphire cũng như kim cương, nó không cứng được như kim cương, nhưng bề mặt của sapphire hầu như là chắn tuyệt đối, nên khi các Unipivot nằm ở trên cái đĩa sapphire này chuyển động, cho dù có lên xuống trái phải, nó chuyển động hầu như là một cái rotin 360 độ vậy, nó hầu như không còn ma sát. Như tôi đã nói lúc đấy, tay cần chỉ có mỗi việc ra vào và lên xuống. Quá trình này thì mỗi một dao động đều luôn tạo ra ma sát, luôn luôn có ma sát. Hãng đã rất thông minh khi sử dụng ở đây là các đĩa sapphire để giảm hoàn toàn ma sát khi cái tay cần này ra vào chuyển động và chuyển động lên xuống, nó hầu như còn không còn tạo ra dao động nữa. Tức là nó sẽ không còn tiếng ồn nữa. Nó sẽ hơi khó để bởi vì là sẽ hơi khó để cho các bạn hình dung. Tôi sẽ cố gắng chụp lại cái đĩa sapphire này để chúng ta cùng nhìn một cách cụ thể. Còn lại thì tôi nghĩ là về mặt cảm quan nó rất đẹp. Nhất định rằng tôi sẽ còn quay lại đây để nói về cái câu chuyện lắp đặt cái tay cần này làm sao chính xác. Cũng chắc chắn rồi, cũng rất là hân hạnh, lúc nào cũng luôn luôn muốn là đón tiếp anh Duy đến đây chơi, cũng như là anh em chia sẻ cho anh em ở đây về kinh nghiệm về analog, đặc biệt là về mâm đĩa than. Thì cũng xin giới thiệu thêm một chút với cả quý vị các bạn là anh Duy là một chuyên gia về setup mâm đĩa than, và anh cũng đã từng setup những mâm đĩa than phải nói là cũng rất nhiều tỷ rồi. Nên là về kinh nghiệm là anh Duy là một trong những người là cực kỳ nhiều kinh nghiệm về mâm đĩa than, về tay cần, về kim, về phono cũng như setup, tức là tất cả những cái gì liên quan đến một cái mâm đĩa than để setup trên một cái hệ thống dàn máy cao cấp thì anh Duy đây là chuyên gia. Vậy nên là quý vị và anh em mà có những cái câu hỏi gì liên quan đến mâm đĩa than thì hãy cứ gửi về fanpage của chúng tôi sẽ nhờ anh Duy để chia sẻ và tư vấn cho anh em có một cái cuộc chơi nó thật sự đúng đắn nhất. Khi mình bỏ một cái số tiền cũng khá là lớn, mình phải đúng đem lại một cái sản phẩm cực kỳ thực sự là ưng ý cho mình. Đúng vậy. Đấy. Cảm ơn anh Minh. Ở đây tôi xin phép cắt lời anh Minh một chút để nói thêm về cái này. Nó hay quá, tôi không thể không nói được. Cảm ơn anh Duy rất nhiều. Bình thường một tay cần nó sẽ trụ ở trên ba đĩa. Vâng. Nhưng ba đĩa không phải là sapphire. Không phải sapphire. Vâng. Với các tay cần mà như tôi đi lắp với cái tầm giá độ khoảng dưới 10.000 đô. Vâng. Thì đều là vòng bi, tôi xin nhấn mạnh là vòng bi. Vòng bi. Vâng ạ. Đấy, cũng rất cảm ơn anh Duy, là anh Duy là đúng là một chuyên gia khi anh Duy nhìn vào cái là anh Duy đã biết được là nó nằm trên ba cái đĩa sapphire. Dạ vâng ạ. Hai đĩa ở hai bên này để cho tay cần lên xuống theo phương thẳng đứng, và một đĩa ở phía dưới một cái vòng bi, có thể là nó sẽ phải lớn đường kính lên đến 2 cm cho một trụ cần để xoay theo chiều trái phải. Ở đây thì cái điểm trái phải này nó nằm ở trên một đĩa sapphire các bạn, một đĩa nhỏ nằm ở phía đằng trong này. Hiện tại thì tôi không tháo ra được bởi vì là thực ra là tôi cũng hơi lười. Tôi xin hẹn lại gặp lại các bạn, tôi sẽ cố gắng. Xin anh Minh sẽ có một số để tháo hết ra để show vâng. cho mọi người tháo cũng ra chi tiết nhá. Rất là hoan hỉ và vui vẻ với cái chuyện đấy. Anh dạ vâng. Anh Duy rảnh thì ghé qua anh em mình sẽ làm cái số sau để giới thiệu chi tiết hơn nữa, để mổ xẻ hơn nữa sâu về cái mâm Dr. Flickert để cho quý vị và anh em nắm rõ được hơn nữa. Và ngay kể cả các Amrest này, bình thường thì các hãng họ cũng làm đôi khi thì là từ trường, đôi khi thì chỉ là cài. Amrest của Rip là một cái khóa đấy. Vâng ạ, là một cái khóa lên xuống như này rất là kỹ.
trông rất là tinh tế. Đúng rồi. Thực sự thì tôi vẫn thích cái am tuyết bằng gỗ như thế này, trông nó rất là vintage. Anh nói đúng từ vintage, tôi đang nghĩ ở trong đầu. Tôi đang moi cái từ đấy ở trong đầu ra, tôi choáng ngợp trước cái ba cái đĩa sapphire này, và thực sự là tôi rất thích ba đĩa sapphire này. Đúng rồi, công nghệ đấy là một cái điểm nhấn, một điểm nhấn của cái hãng Titan Reed này. Vâng, của Reed 3P. Ba đĩa sapphire và anti-skating bằng từ trường. Nhất định rằng tôi sẽ quay trở lại đây vào một ngày, vào một lần tới, vào một ngày gần đây nhất. Ok, tôi đảm bảo với các bạn điều đó, để tôi sẽ xin phép anh mình tháo tung tóe cái này ra để show cho các bạn xem. Dạ, và anh cũng muốn thế đúng không anh? Tôi hoàn toàn ủng hộ và cũng nhất trí với việc đấy. Các bạn có muốn thế không? Nếu các bạn muốn thì hãy comment cho chúng tôi biết và chúng tôi tiếp tục phục vụ các bạn tốt hơn. Vâng. Hoặc thậm chí các bạn nào muốn trải nghiệm trực tiếp thì hãy ghé Best Choice Audio. Địa chỉ chúng tôi là tại số 10 266 phố Đội Cấn. Dạ, vâng. Do thời lượng và chương trình cũng có hạn thì cái số ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn giới thiệu qua với quý vị và các bạn và một số chi tiết về cái mâm Dr. Flickr Analog với cái series là Blackbird. Cũng rất là một lần nữa xin cảm ơn anh Duy đã bỏ thời gian qua Best Choice Audio và luôn luôn là đồng hành với Best Choice Audio. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh Minh. Xin cảm ơn các bạn. Chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại.